Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chủ đề liên quan tới máy lạnh nữa. Tại vì mình muốn làm một cái chuỗi series nó liên quan tới tất cả những cái hiện tượng và những cái căn bệnh mà chúng ta thỉnh thoảng hay gặp phải khi chúng ta sử dụng, đặc biệt đối với những cái anh em thợ mới bắt đầu bước chân vào nghề và các bạn sinh viên đang học tại trường. Và những cái video mình thực hiện nhằm mục đích là bổ sung cũng như là hỗ trợ các bạn có thêm cái nguồn kiến thức bổ ích thực tế luôn, từ máy móc thực tế hết, chứ nó không phải là lý thuyết. Thì lý thuyết mình sẽ cố gắng để mà hướng dẫn các bạn trên cái bảng trong cái phòng mình gặp, sẽ hướng dẫn các bạn hiểu về cái lý thuyết. Nhưng mà những cái video trong thời gian gần đây mình cố tình có những cái mô hình và những cái hình ảnh máy lạnh thực tế hoặc là tủ lạnh máy giặt thực tế để các bạn dễ hiểu hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chủ đề liên quan tới cái cục nóng của máy lạnh, cũng là hay gọi là cục nóng của máy điều hòa đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình thay thế cái bạc đạn của cái quạt dạng nóng dạng nhiệt. Đây, nó nằm đây. Thì các bạn biết không, trong cái thường một số khách hàng á, giống như mình có làm á, thì khách hàng họ hay gọi điện thoại và báo cho mình biết là tại sao cái cục nóng máy lạnh ở ngoài nó kêu lớn quá, nó kêu giống như là máy xay lúa vậy đó, nó kêu rao rao, mà mỗi một lúc nó vậy nó lớn hơn rất là nhiều. Mà trường hợp khi mà đặt cái cục nóng gần ở chỗ có phòng ngủ, các bạn biết không, nó rất là ồn, và đặc biệt là ồn ở trong nhà mình thì thôi, nhưng mà hàng xóm kế bên người ta sử dụng, người ta ở sát bên nhà đó, nó kêu một cái là không thể nào ngủ được luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục cũng như là xử lý cái tiếng ồn ở trong cái cục nóng. Thì nguyên nhân nó gây ra bởi cái bạc đạn ở trong này, bạc đạn motor quạt này. Thì chúng ta sẽ từng bước từng bước mình thực hiện cái cách để mà thay cái bạc đạn quạt như thế nào, và thay làm sao để cho nó nhanh, nó gọn, và đặc biệt là phải đã thay rồi thì nó phải êm hơn lúc ban đầu nha quý vị ha. Ok, bây giờ như thế này, đại khái chúng ta sẽ nhìn thấy cái motor quạt ở đây. Khi nó xoay, các bạn biết không, điện cấp vô nó hoạt động, nó xoay như thế này và nó kêu rất là lớn, mỗi ngày một lớn hơn. Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết cái tiếng ồn đó. Thì đại khái là mình sẽ, trước tiên mình sẽ mở một vài con ốc ở đây, một con, hai con ở đây, và một số cái cọng dây ở chỗ này mình dỡ ra luôn, tại mình mở sẵn cho các bạn đỡ mất thời gian á. Quý vị ha, thì đây là cái K3 của nó nằm đây, ngay K3 nằm đây nè, đây K3. Trước tiên chúng ta sẽ dỡ cái K3 này ra, gỡ điện ra hết, mở bung tơ lông ra, mở tháo tất toàn bộ ra để mà chúng ta tiến hành thay thế cái bạc đạn của nó. Thì bây giờ chờ mình lấy cái vít ba ke nha, mình mở nó ra. Thì trong quá trình làm các bạn nên chuẩn bị một cái loại giấy nhám này nè, mình nợ giấy nhám là nhám sơ to, và một chút xíu mình sẽ đem cho các bạn xem một cái bộ cảo nữa, cảo chuyên cảo bạc đạn. Nhưng cái lúc mà chúng ta đóng hoặc là chúng ta bớt cái bạc đạn vô á thì cần phải có dầu nữa, dầu để cho nó trơn tru nha các bạn. Mình phải lưu ý và xem cái video này từng bước một để có thể làm cho nó chính xác nha, chứ các bạn đừng có làm tự làm theo ý mà làm không đúng rồi bắt đầu là nó gây ra rất nhiều phiền phức đó. Bây giờ mình mở cái đầu tiên là mở cái con ốc này ra nha quý vị, mở ra để mình cho cái chân này nó cao lên cái để các bạn dễ xem hơn. Rồi, sắp tới đây mình sẽ chắc là một ngày mai bắt đầu mình đi làm bên kho lạnh rồi. Thì hy vọng là cũng sẽ có cái video gì đó để các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra trước nha quý vị. Mở cái này ra trước, ốc này nè. Rất là cứng. Rồi, mở ra. Thì chúng ta lưu ý nha. Ở đây nè, cái mạch sima, cái miếng sima nằm ở phía trên. Thì một chút xíu chúng ta cũng đặt cái miếng sima nằm ở phía trên trở lại sau khi đã thay bạc đạn rồi, để tránh tình trạng là mình thay nhưng mà mình đặt cái sima nó ngược chiều á, bắt đầu nó sẽ mất thời gian, mình sẽ gắn cái cọng dây điện ở chỗ này nữa. Vậy chúng ta lưu ý chuyện đó ha. Rồi một con, và con thứ hai nó nằm ở đây, nằm ở dưới đây. Đấy, nó nằm ở dưới đây. Mở ra luôn. Thì cái máy quạt sáp này thì nó rất là đơn giản nha quý vị. Nó, các bạn biết không, những cái loại máy mà Toshiba hay là Nasino đời cũ á, hoặc là Bana đời cũ á, thì cái việc mà tháo ốc vít gì rất là khó khăn. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà cái cục nóng mà đặt ngoài trời á thì trời ơi, nó còn cực khổ hơn nữa nha quý vị. Ok, để mình cắt lấy kim cắt. Bây giờ ở đây nó có cái cọng dây rút nằm đây ha, nằm đây đã dây rút á, thì chúng ta cắt cái cọng dây rút này đi để mình làm cho nó dễ. Để cọng dây rút nằm đây nè, mình cắt nó xíu mình sẽ đai lại. Rồi một con đây xong rồi, đại khái đây nó còn con ốc ở chỗ này nữa, mình mở nó ra luôn. Các bạn lưu ý nha, khi chúng ta mở ra chúng ta gắn đúng cái vị trí nha quý vị, chứ rồi rỡ ra xong rồi mà mình gắn không đúng là nó rất là mệt. Đây mở ra, ở đây nó có hai cái cộng ba cộng dây điện, quý vị lưu ý nha. Thì đây là nó trong đây nó có nè,
cộng như xanh, cộng như màu xanh, cộng như màu xanh, cộng như màu đen và cộng như màu cà phê. Thì ở đây á, tượng trưng như cộng như xanh là cộng như đề, cộng dây màu cà phê, cộng dây đen là cộng dây chạy. Còn đây nó mượn điện nó cấp qua, hiểu gì ha? Cái cộng cà phê này nó mượn điện nó cấp qua như thế này. Thì chúng ta bắt đầu mở nó ra để chúng ta tí chút xíu tiến hành cho nó làm cho nó dễ dàng đó mà. Đây, cho quý vị xem, tại có một mình người làm mà. Ở đây có cái ngàm nhỏ nè quý vị, mình bóp nó ra, bóp bóp cái dắt này ra, nó có cái ngàm nhỏ nè, mình mở ra rất là nhẹ nhàng nha. Nếu mà mình không biết mình mở rất là khó, rất là cực. Mình bóp biết ý, mình bóp cái ngàm ở đây nè, đó giật nó ra. À đây cái nữa, rồi xong, coi như chúng ta ổn. Các bạn lưu ý nha, lúc nãy mình đặt cái cọng dây xanh là đề, thì khi chút xíu chúng ta gắn lại ở chỗ này như thế này. Còn nếu như các bạn nào mà sợ gắn lộn á, thì mình cứ gắn y như cũ đi, mình gỡ ra nguyên cái luôn, mình gỡ nguyên con ốc vô luôn ha, để tránh tình trạng bị lộn dây như thế này nè. Đây là cách làm thứ hai, thì mọi người cũng sẽ đỡ nhọc nhằn cái chuyện mà nhớ hơn. Đây mình tháo con ốc ra luôn nha, tháo ốc ra luôn cho nó dễ nè. Đó, rồi tháo ra. Đây cọng dây này nó còn vướng một cái cọng ở đằng này dính vô K3 nha quý vị. Chút xíu chúng ta sẽ gắn đúng cái vị trí đó. Đây, cà phê với xanh vô chung. Rồi đại khái là như vậy ha. Ở đây cọng cà phê này nó nằm ở đây, nhớ nha, cọng cà phê với cọng dây màu đen, cà phê với đen nó đấu chung với nhau, thì chút xíu chúng ta cũng gắn lại y chang vậy. Bớt cái chắc được ra cái K3 đây, nó sử dụng là K3 2.5. Đây nó ghi K3 2.5 nha. Rồi coi như có phần đây dây đề nè, dây đề dây chạy nè, dây màu đỏ là dây chung. Đây chúng ta mở cái giắc này ra luôn nha, nó nằm ở đây dính ở trong này nè, chúng ta sẽ mở nó ra luôn. Đó, đại khái chúng ta bỏ riêng qua một bên. Sau khi chúng ta thay thế mặt rạng rồi á, thì chúng ta sẽ gắn y như cũ trở lại và chúng ta test thử. Đây mình đã thay thế rồi, thì bây giờ chúng ta tháo ra nha quý vị ha. Mình chuẩn bị mình tháo cái quạt này ra nè. Đây, tháo ra luôn. Nó có hai cái ngàm, các bạn để ý đây, cái ngàm này, cái ngàm đây nè. Đó, chúng ta chỉ cần lắc cái quạt qua một cái thôi. Đây cái ngàm thứ hai. À, bạn thấy không? Đó cái ngàm thứ hai, chúng ta xoay cầm cái quạt xoay qua một cái là coi như là xong. Đây. Rồi, đó, rất là nhẹ nhàng. À, nếu chúng ta biết cách thì rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì mà khó khăn cả. Ok. Rồi. Coi như chúng ta bước đầu đã tạm thời đã xong. Bây giờ mình sẽ tháo cái này, mình dùng cái cây tiếp 10 mình mở nó ra ha. À, rồi chờ xíu mình sẽ lấy tiếp 10 để mở cho các bạn coi. Chúng ta sử dụng cái tiếp tiếp 8 hoặc là tiếp 10 tùy theo cái con ốc nhỏ lớn. Bây giờ mình sử dụng trước là con tiếp tiếp 8 để xem sao, con nó vừa không. Không dùng, mình dùng tiếp 10 nè. Đây con là con tiếp 10 nha quý vị. Là số 10 nằm đây nè, tiếp 10. Thì tiếp 10 thì chúng ta đặt ở đây nha. Bắt đầu lại chúng ta lấy cái tay, mình mở nó ra. Các bạn lấy cái giỏ và chịu lại, còn ta mở bình thường. Đây nó ra nè. Đó, ra đó. Rồi những con ốc như thế này chúng ta cố gắng giữ lại nha ha. Rồi bóp ra rất là nhẹ nhàng. Rồi nhẹ đây. Các bạn lưu ý khi mà chút xíu chúng ta cố gắng lại, các bạn để ý nè, cái cốt cái phần này nó tròn nha, nhưng phần này nó bị lõm. Thì mình sẽ để ý mình gắn làm sao mà cho nó đúng luôn. Trong đây nó có cái dấu cái lõm này nè, các bạn để ý không? Đây là cái phần lõm nằm đây nè, mình gắn phải đúng hướng nha. Này cái phần lõm nó thịt nó vô lú ra này, mình gắn cái đúng hướng này mới được nha. Rồi mình tiếp tục. Rồi ok, coi như đã xong hết rồi. Bây giờ chúng ta cần phải tháo cái bên trong, tháo bên trong cái quạt này ra. Ở đây có những cái ngàm nhỏ nè, mình lấy cái vít dẹp nha, mình lấy cái vít dẹp mình nải ra, nải sao cho nó thẳng lên mới được, vì mình tách nó ra mà, để nhiệm vụ mình thay cái bà đạn đó mà. Ok ha, đây tay tách ra. Rồi có một điều lưu ý á, là chút xíu mình sẽ lấy cái bút lông mình đánh dấu cái phần này để cho nó khỏi bị lẫn lộn, khỏi bị làm mà nó ngược chiều
nha quý vị. Bóp lại cho nó đàng hoàng thẳng thớm cái coi. Rồi mình sẽ bóp cho nó thẳng thớm lại ha. Cái chỗ này nó bị đây, bóp cho nó ngay ngắn lại cái đà, ngay chỗ này. Sẽ bóp cho nó ngay ngắn lại. Cứng quá ta. Nếu mà chúng ta bóp mà không có chịu hao để chút xíu mà chúng ta đóng lại á thì nó sẽ rất là khó làm. Khó khăn lúc mà chúng ta ráp. Đây, mình nặn lên tiếp tục. Rồi, xong ha. Nhiệm vụ chúng ta các bạn để ý nè. Cái sima này thì nằm ở trên. Cái giắc điện thì nằm ở dưới. Một chút xíu chúng ta cũng phải gắn y chang như vậy các bạn. Còn nếu mà bạn nào sợ á thì mình sẽ dùng một cái bút lông mình đánh dấu chỗ này, để khi chúng ta ráp trở lại á thì nó không phải mất thời gian của chúng ta ha. Bây giờ chúng ta đã xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái bút lông. Các bạn thấy cái sima này không? Đấy. Bây giờ chúng ta đánh dấu nè, ngay phần này nè, từ cái miếng này đâu đúng nè. Đây, mình đánh dấu từ cái mặt trên, cái mặt dưới nó phải liền với nhau một mặt như thế này. Để khi chúng ta ráp lại chúng ta sẽ không bị mất thời gian vì những cái chuyện như thế này. Và thứ hai nó sẽ đúng hướng đúng chiều luôn nha quý vị. Đây, rồi xong. Rồi. Bây giờ mình còn nại thêm một cái kè nà nghẹ, một cái ngàm nhỏ nằm đây nữa. Cái này các bạn để ý nha, khi mà gặp cái trường hợp mà nó mấy cái cục nóng bị kêu thì chúng ta thường hay nó liên quan tới bạc đạn với là cái lóc. Nhưng mà cái trường hợp mà mình làm á thì nó rất là thường xuyên gặp phải. Vậy cho nên mình thực hiện cái video này á để mà các bạn có thể có cái hướng nó giải quyết tốt hơn nha. Rồi để mình sửa nữa. Cứng quá, quá cứng luôn. Đây ra rồi. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ nó thử xem sao. Đúng ra phải dùng Thái Lan, cây dao Thái Lan để chẻ cái phần này ra nè. Chẻ cái phần này ra là ok nhất. Đó, gỡ ra rồi. Đây, bây giờ mình gõ nó ra ha. Cầm như thế này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây nè, cái con ốc này nè, nếu mình có dặn vô đây mình phải dặn hờ ở trên thôi, đừng dặn sâu xuống, dặn sâu xuống chút xíu mình dùng búa mình gõ là nó sẽ quát luôn cái răng. Ví dụ như nè, các bạn thấy không? Nó chỉ dặn một cái bằng mí này thôi, đừng có dặn sâu xuống. Dặn sâu xuống chút xíu mình quýnh búa đó là sẽ hư cái miếng thép này hết, hư cái cốt hết. Mình để cao bằng cái răng như thế này nè, chúng ta gõ xuống cái đó luôn. Nha. Mình gõ thử coi, lấy cái búa gõ thử. À. Đó. Nó muốn ra rồi đó. Ok, ra. Có bạc đạn. Và đây là cái bạc đạn của nó. Bạn lưu ý nha. Nè, bạc đạn của nó nè. Cái này cái phần rô to. Rồi mình mở này ra lại. Ha, rồi gỡ ra, gỡ nhẹ ra. Nó bảo vệ kỹ quá trời luôn. Nhà hai ba phần lớp, hai ba lớp trên này luôn nè. Mở ra cái. Rồi. Chúng ta lưu ý nha. Khi mà những cái miếng này nè, mình tháo ra mình phải giữ lại, mình phải bỏ đúng cái vị trí nó cho đàng hoàng. Chúng ta để trên đây, để một góc nào đó ha. Để đây đi. Thì chúng ta sẽ tra mã bò cũng được, còn thôi là nếu như cái tình trạng bạc đạn mà nó hư ở đây là cái lồng đèn phe. Các bạn lưu ý cái lồng đèn phe này nằm ở cái cùi trên thì chúng ta đặt ở cái cùi trên. Đây nằm ở đây luôn. Nè, hai cái nằm đây hết nha quý vị. Lồng đèn phe nằm ở trên, rõ nằm dưới. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lại cái rơ này, con này rơ nè. Con này rơ rồi. Con này cũng muốn rơ luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay bạc đạn. Thì thay bạc đạn là như thế nào? Thì chúng ta cần phải có một cái bộ cạo, nhưng trước tiên á chúng ta cần phải giải quyết những cái chỗ này bằng cách mình dùng cái dao để cạo và sau đó mình cắt một cái đoạn dây nhám. Mình dùng cây kéo á, mình cắt một cái đoạn dây nhám nhỏ, miếng nhỏ nhỏ vuông vuông rồi nè. Mình vuốt cái chỗ này cho thiệt là trơn, châm một miếng dầu vô, sau đó chúng ta cạo. Thì cái bạc đạn nó lên nó sẽ rất là nhẹ nhàng, khi mà chúng ta ráp bạc đạn mới vô thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Ok ha, thì ngay chỗ này nè, các bạn để ý đây có lồng đèn phe. Cái lồng đèn phe nó nằm ở dưới này nè, góc dưới này nè. Đây đây các bạn coi làm sao để thấy được. Cái lồng đèn phe nằm chút xíu siêu đây nè. Nó sẽ chịu lại. Thì vậy chúng ta đóng cũng cẩn thận. Và cái bạc đạn này nó có tên là 608Z. À, bạc đạn của cái
cái con mà quạt giải nhiệt của vàng nóng này 608 mà đi đây nè, 608 nó có ghi cái số nhỏ xíu xíu nè. Đó, 608Z ha. Thì chúng ta cần phải mua hai cái bạc đạn như vậy. Thì các bạn có thể mua bạc đạn ở đâu? Thì cái loại bạc đạn này á, nó cũng giống như cái bạc đạn của xe gắn máy vậy đó. Nhưng các bạn lưu ý một điều, chúng ta mua cái loại tốt tốt chút xíu, cái loại mà một cái khoảng chừng 120.000 á, thì nó xài về lâu về bền. Còn nếu mà chúng ta mua cái đồ mà tương đối nhiều dởm đời á, thì chắc nó xài khoảng chừng đâu nửa tháng tháng nó lại tiếp tục bị kêu nữa. Hiểu quý vị ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt một đoạn này ra, dùng một cái dao Thái Lan cũng được, cái dao nhỏ thôi, để chúng ta cạo sạch hết cái lớp bã dớ này, cái lớp bụi bặm này, rồi mình dùng giấy nhám mình đánh này một lần nữa, cái này thì kẻ đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cạo cái phần này nha quý vị, đây là cái tang xét các bạn thấy không? Bây giờ mình cạo cho nó mất cái lớp tang xét trước, sau đó chúng ta sẽ dùng giấy nhám mình đánh cái này cho nó bằng cái mặt phẳng lại, nó không có để cho lòi lõm. Tại nếu như chúng ta để lòi lõm á, thì khi chúng ta cạo á, cái bạc đạn này lên á, thì nó sẽ gặp rất là khó khăn, nó có thể là khiến cho cây cốt bị cong nha quý vị. Ha, cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng từ lúc đầu. Rồi mình cạo cho nó sạch đi. Rồi tiếp theo mình dùng cái giấy nhám mình có cắt miếng nhỏ nhỏ nè, mình vuốt nó, vuốt cho nó đều cái này luôn. Ha, vuốt sao cho sạch hết tất cả cái bụi bặm nó, để với lại thứ hai tạo cái mặt phẳng cho nó trơn tru, cái không có bị dướng díu gì cả. Thì khi đó mình cạo lên rất là nhẹ nhàng. Ha, quý vị. Rồi bây giờ như thế này để mình làm cho nó trơn cái, rồi châm miếng dầu vô để mà cho nó nhẹ nhàng cái này lại. Chúng ta chịu khó vuốt nhưng mà cũng không cần quá nhiều đâu, chủ yếu là cho nó trơn cái chỗ này nè, nó láng chỗ này nè ha, nó cái mặt của nó bằng phẳng này kia, không có bị bụi bặm, không có bị những cái xước á, nó làm cho cái lúc cạo chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đây mình sẽ làm cho nó ha, không cần phải làm nhiều quá nó là sẽ cái cốt mòn dữ lắm. Chúng ta làm ít thôi, vừa vừa thôi. Rồi sau đó bỏ này đi, thì chúng ta sẽ lấy một miếng dầu, dầu này dầu nhớt máy nè, mình châm nhẹ nó vô đây thôi ha, mình đâu mình vuốt nó lên, mình sẽ cạo nó lên thì lúc đó nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đây cạo nó lên thì nhẹ lắm ha. Ok, rồi bắt đầu từ từ mình tiến hành. Thì ở đây á, mình có một cái bộ cảo, bộ cảo là bộ cảo chuyên dùng cho cái máy lạnh nha quý vị. Nó là như thế này, đây là bộ cảo chuyên dùng ở đây. Rồi còn cái bộ nằm đây, nó là như thế này nè, cái cây này nằm như thế này. Thì chúng ta sẽ đưa một cái đầu vô đây trước nha, đưa cái đầu vô đây trước nè các bạn ha, đó nó còn cao quá rồi thấy không, cho nên chúng ta cần chỉnh lại nữa, chỉnh lại cho nó đụng luôn, nó thấp luôn. Sẽ mất khá là nhiều, cho nên á cái thang bạc đạn của cái quạt đuôi nóng này cũng không có khó khăn gì mấy đâu, chỉ cần chúng ta có đủ dụng cụ là chúng ta có thể tiến hành làm được rồi. Là nó phải sát như thế này nha quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một tiếp tục một cái dụng cụ như thế này, mình chụp nó lại ha, chụp nó lại như thế này đây để giữ nó lại, và chúng ta siết bằng tay. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa 17 hoặc là cái mỏ lết cũng được, không sao cả. Thì bây giờ ở đây sẵn đây thì mình sẽ dùng một cái hai cái mỏ lết luôn để cho các bạn dễ hình dung ha. Còn thôi chúng ta có thể dùng một cái chìa 17, một cái nữa là chìa mỏ lết ở bên bảy bảy đây, nó là gì bảy, xả lại đặt là không đúng, đặt không đúng, còn cái kia nó mới đúng à, bộ này nữa quên, còn lấy cái bộ kia đặt vô nữa, đặt hơi cao ha. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái kẹp như thế này. Thì các bạn lưu ý nha, cái này mình có thể mua ở ngoài thị trường, mình có thể mua ngoài thị trường là bộ cảo, ở ngoài nó bán rất là nhiều, ở chỗ mà Tạ Quyên, nếu mà bạn nào gần ở quận 5 và quận 10, Tạ Quyên nó bán rất là nhiều. Chúng ta để ý nè, nó quét sẵn như thế này ha, mình đặt vào đây, đặt vào chỗ này đây như thế này, một cái mặt dày nằm ở trên, mặt mỏng nằm ở dưới. Rồi có những cái nó ngắn thì chúng ta đặt ngược lại đây như thế này, thì nó sẽ cảo, nó đẩy cái đó lên. Một cái đầu thứ hai chụp như thế này, chúng ta đẩy từ dưới, từ trên đẩy xuống, rồi nó sẽ giữ vững cái bộ này lại, nó không cho tuột ra à. Nè cho bạn cầm thế này, mình cứ quay thế thôi, tới khi nào nó cứng, tới khi nào nó cứng nè, đó quay xuống tới khi nào nó cứng chúng ta ngưng, chúng ta dùng mỏ lết chúng ta làm. Rồi đợi một cái mình lấy mỏ lết mình làm. Mình sẽ dùng một cái mô lết nha quý vị. Chúng ta ngay chỗ cái này có cái khía nè, không chịu lại nha, chịu lại nha, chịu chặt lại, rồi giữ cứng rồi đi. Rồi bắt đầu tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái chìa 17
Nè như thế này. Dạng đó. Chịu lại ha, dạng đó. Ở đây tại có một mình làm mà vừa quay phim vừa làm cho nên hơi khó nha quý vị. Rồi mình quay vậy nè. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Tại vì lúc đầu chúng ta đã cho dầu và mình đã làm sạch cái ba vớ rồi, làm sạch cái bụi bặm mà cho nên cái mặt nạ nó sẽ lên rất là nhẹ. Các bạn thấy không? Nè nó quay nè. Lên rất là ok. Rồi nó nhẹ lắm rồi, mình có thể dùng tay. Đây, nó tuột vô luôn nè. Mình đã lấy xong rồi ha. Rồi cái tiếp tục cái thứ hai. Thì cái thứ hai này cũng y chang như cái đầu tiên, nó cũng không gì khó đâu quý vị. Ha. Rồi. Mình gỡ cái bà đạn này ra mình dục đây nè, bà đạn đây nè, dục. Để giữ cái lời. Rồi sau đó chúng ta tiến hành làm một cái bà đạn nằm dưới nữa. Bà đạn nằm dưới nè quý vị. Nè nè, mình còn cái này nữa nè. Nó bị hư luôn rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta như thế này, kẹp lại. Đây mình sẽ giữ như thế này. Để các bạn xem nè, mình giữ thế này nè, đây. Nè kẹp lại. Đưa vô. Và cái kia cũng thế luôn. Nó cũng làm y chang như cái ban đầu thế thôi. Không có gì khó nha. Nhưng mà quan trọng cái lúc mà đóng vô á thì chúng ta cẩn thận đóng khéo khéo như để thôi là nó hư cái cốt hết. Đây, mình quay vô. Quay cho nó nhẹ cho nó vừa cứng. Rồi tiếp tục chúng ta sử dụng một cái cây mỏ lết để mà chúng ta đặt ở đây và tiếp tục dùng cái chì 17 mình gắn vô ha. Mình đang cố gắng làm cho các bạn thao tác từ từ để các bạn xem, các bạn dễ hình dung hơn bằng cái cách mà mình thay bà đạn là như thế nào. Đây nó cứng rồi ha. Rồi chúng ta dùng cái mỏ lết nè, đây đặt cái lại ngay cái kẽ này nè nha. Nó có thiết kế sẵn ngay chỗ này có kẽ cho chúng ta thêm nè, đặt cái lại. Rồi cứng lại nha, phải cứng là mới được nha, giữ cứng mới được. Rồi để xem đã, sao nó không vô nha. Rồi ok, cứng rồi. Bây giờ chúng ta dùng cái chì 17 tiếp tục mình xoay nó. Mình xoay nó đó như thế, xoay cho đến khi nào nó nhẹ thôi. Đây các bạn thấy nó đang tuột ra kìa. À mình coi chừng nó khéo nó rớt thấy một nội luôn. Nó rớt nó hư cốt hết. Rồi, cho nó rớt không. Để hư cốt lắm. Đây, mình lấy ra luôn rồi nè. Nhưng mà bây giờ á, cái việc thứ hai chúng ta cần làm là mình lấy giấy nhám mình vuốt cái phần này. Kể cả vuốt cái phần này luôn để cho nó nhẹ nhàng chút xíu khi mà chúng ta lắp đặt vô á thì chúng ta sẽ dùng một cái mình làm đây. Viên nhám lúc nãy còn nè, mấy bạn để ý nha, hồi nãy mình vuốt trên này, bây giờ mình vuốt cái góc sát ở đây là cái chỗ này bạc đạn nó sẽ nằm, và đồng thời mình cũng sẽ vuốt cái phần ở trên đây ha, là hai cái vị trí mà bạc đạn trên và đạn dưới nó nằm á, thì chúng ta sẽ vuốt ra cho nó nhỏ nhẹ, nó mỏng đi chút xíu để khi mà đưa vào bạc đạn chúng ta có thể dùng cái tay hoặc đóng rất là nhẹ, tránh tình trạng đóng mạnh đóng nặng cái bạc đạn nha quý vị. Tại khi bạc đạn chúng ta mua chúng ta thay á mà đóng mạnh quá những cái bi rất là nhỏ mà bi nó đóng mà lỡ tay nó hơi quá lực á, nó làm cho cái bi nó bị lệch, mà bi nó bị lệch vô mà khi mình gắn mình đưa vô hoạt động á là nó kêu trời ơi, là giống như là bà đạn mới mà mình mua mà có cảm giác như là bà đạn là 8 năm rồi á, thấy không? Cho nên làm từ từ thôi, không có dùng sức dùng lực nhiều, quan trọng là chúng ta biết cái thế mình làm sao cho nó êm ái nhẹ nhàng chứ để thôi mà đã mang tiếng là thay bà đạn cho khách hàng mà chúng ta lại làm nó còn ồn hơn là lúc ban đầu thì thôi, cái đó là bị khách hàng nói chết ha. Đây mình vuốt cho nó đều, sau đó lau sạch sẽ không để bụi bặm trong này, để chi để khi chúng ta bớt bạc đạn vô á thì nó phải nhẹ như thế này. Đây chỗ này nè chúng ta cần phải làm luôn nha. Thì mình đang cố gắng hướng dẫn các bạn thao tác từng bước một, cái cách nó tháo làm sao, đóng làm sao, rồi mình làm sao mà để cho nó thuận tiện trong công việc mình làm ha. Vuốt nè, vuốt cho nó nhẹ nhàng xíu. Các bạn vuốt cũng tương đối, không có cần nhiều, phải vuốt nhiều quá nó mòn cái cốt rồi khi mà đưa bạc đạn vô nó bị cái có cái bạc đạn bị lỏng vậy, nó chạy lâu lâu ngàn nó lắc qua lắc lại, cái quạt nó đảo quạt à. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy nùi dẻ mình lao cho nó từ đó nó hết cái phần bụi đây, tại vì cái miếng giấy nhám á mình khi mình đánh vậy là sẽ bụi trong giấy nhám ra, lao sạch sẽ ha. Ok chưa? Rồi ở đây là mình châm miếng dầu vô đây ha, châm ở trên ở dưới luôn cho nó nhẹ thôi, giống gì cho nó chân chu nhẹ nhàng thôi, nó vô cho nó dễ. Rồi đó, sau khi mình châm thì ở đây á mình có đây có hũ bạc đạn mình mua sẵn nè, hai bạc đạn hư nằm đây, hai bạc đạn hư đã tháo ra rồi, bây giờ thay hai cái bạc đạn mới vô đây, lấy ra thay vô. À thì bạc đạn này mình thay là thay tượng trưng, có nghĩa là cái bạc đạn này cũng không phải là bạc đạn xịn, bạc đạn này mua một cây nó có mấy chục ngàn à. Đó, nhưng mà khi thầy thợ đến làm cho các bạn á
thì ít nhất cũng phải là 250-300 ngàn, tại vì người ta bỏ công bỏ sức leo trèo làm đủ thứ cho các bạn mà. Không, bây giờ mình sẽ gắn nó vô. Gắn bằng cách như thế nào? Trước khi gắn mình phải thử cái độ rơ của nó. Rất là êm ha. Rất là êm. Thử coi ok êm mà. Rồi, mình sẽ lấy cái tay nè. Mình bóp nhẹ nó vô. À, bóp nhẹ nó, tự động nó tuột xuống. Đó, tuột nhẹ nhàng chưa? Tới cái phần này nó hơi cứng nha quý vị, cho nên chúng ta làm từ từ. Đó, bây giờ chúng ta đóng nhẹ nhẹ thôi. Chứ mà dùng sức dùng lực đóng dữ quá là nó hư luôn. Nó hư luôn cái bạc đạn này, công sức chúng ta thay từ nãy tới giờ là thất bại. Nha. Giờ mở ra. Nếu mà các bạn nào biết làm á, thường chúng ta thay cái bạc đạn này trong vòng khoảng chừng nửa tiếng. Nửa tiếng có thể xong một cặp bạc đạn của nó rồi. Còn mai, ngày mai hay ngày mốt quẩn á, rảnh á, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bạc đạn của cái quạt vàng lạnh. Thì cái đó nó sẽ đòi hỏi tỉ mỉ hơn, khó hơn, công việc làm nó khó hơn cái loại thay cái này. Các bạn thấy nha, mình mở luôn rồi. Mở luôn, mở ra hết luôn. Để đóng cho nó thoải mái, nó không có bị dướng díu gì cả. Cái đó thôi nó bị hư bạc đạn uổng lắm, mất thời gian của mình. Công sức mình làm ha, cả nửa tiếng đồng hồ. Rồi. Mình mở ra hết đã. Đây bỏ đây đi, bỏ tạm tại đây. Thì đây các bạn nhìn nha. Mình bỏ vậy nè, mình bỏ vô. Mình để như vậy, mình đóng. Mình lấy cái búa mình đóng, đóng nhẹ nhẹ thôi ha. Đóng gì cũng được, này dùng cái kềm cũng được. Chứ đóng mạnh quá để hư bà đạn hết. Đây. À. Đây. Đây xuống rồi nè. Ok nè. Rồi, ngon lành. Thì các bạn lưu ý nha. Nó nằm sát như thế này luôn nè. Sát cái lồng đèn phe nằm đây thấy không? Nó nằm sát luôn mới được nha. Mình thử lại. Ok. Ngon lành cành đào. Không có chuyện gì xảy ra. Ha. Rồi tới cái này nữa. Đây là cái bàn đạn thứ hai. Mình sẽ lấy bàn đạn thứ hai ra. Đây cái này. Thì khi mà các bạn nào có thắc mắc là tại sao không châm mỡ bò, không châm dầu vô, thực sự ra các bạn đạn không cần châm mỡ bò đâu, nó là bàn đạn mới. Người ta cũng đã bố trí mỡ bò ở trong này hết rồi, cho nên chúng ta chỉ cần gắn lại thôi, ráp lại thôi quý vị. À, rồi bắt đầu gõ. Mình gõ nhẹ thôi. Mình phải kê như thế này ha, cho nó đúng bài đúng bản luôn. Đây, nó phải bằng với cái mí của miếng thép ngoài đây nha. Các bạn thấy miếng thép ngoài đây không? Bằng với miếng thép luôn nè. Đó, mình gõ nó xuống. Gõ kềm thôi chứ không cần gì búa gì ghê gớm đâu nè. Đây đây. Nhẹ nhẹ thôi. Chứ làm chi mạnh mạnh hư tùm lum nữa, khổ. Bắt đầu có việc làm nữa. Rồi. Rồi ngon rồi đó, ngon lành rồi đó. Ok. Rồi. Cái này nó cũng sát luôn nè, thấy không? Các bạn thấy không? Nó có lồng đèn phe chịu lại đây nè. Bây giờ nó cũng nằm sát luôn rồi, phải như vậy mới được. Với là ok. Và chúng ta thử cái tay lại mình coi trơn tru chưa? Này cái này trơn tru chưa? Ok luôn nè, trơn hết rồi. Giờ bây giờ chúng ta sẽ ráp vô cái rotor nha, coi như hai thứ là xong hết rồi. Mình kỹ nữa thì mình cho một miếng dầu trong này để cho nó trơn. Thì khi mình ráp vô thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho chúng ta. Rồi, cho thêm miếng luôn. Đó, muốn cho thì cho luôn. Để cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không gì. Rồi các bạn lưu ý nha. Khi mà để hai cái đây. Khi mà chúng ta cái phần này phần nằm dưới nè. Cái thằng này là thằng nằm ở dưới ha. Rồi chúng ta sẽ cho cái này vô đây trước đi, thì chút xíu chúng ta sẽ tính sau. Đây, hồi nãy mình có gắn sẵn cái lồng đèn pha nằm đây, mình cho vô đây. Nha. Đó. Cứng gì? Rồi đó, nó phải vô ngọt ngào. Ngọt ngào mới được, cứng đó. Đó, nó phải như vậy nè, nhúng nhúng nè, cái lồng đèn pha nó chịu lại. Rồi. Bây giờ thế này, cái chỗ này muốn đặt vô, các bạn để ý, lưu ý này nè. Ở đây có miếng dấu mực hồi nãy mình, dấu mực nãy có đánh dấu nè, đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ đặt đúng cái dấu mực đó luôn. Đây, cái dấu mực nằm đây nè. Bạn thấy dấu mực màu xanh không? Giờ mình đặt nó vô. Thì nó phải đúng cái vị trí đó được để mà chúng ta đỡ mất thời gian nha quý vị. À, vô luôn. Rồi. Vô đó. Đó. Đi qua. Bỏ gõ nó cho nó qua cái. Làm sao phải cho nó ngay cái mức mực mới được. Ok. Các bạn thấy hai cái dấu mực nó ráp mí nhau chưa? Rồi bây giờ chúng ta gõ cho nó cứng lại ha. Nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh. Rồi. Nè, ok. Bây giờ mọi thứ nó đã ráp mí và đã sát hết trơn rồi nè, thấy không? Ráp mí nó sát hết, cái nào chưa được thì chúng ta làm lại. Coi cái cốt cho nó cắn. Gõ là hết. Cho nó vô. Rồi. Xong rồi chúng ta thử lại coi bà đạn này ok không? Ngon lành. Rồi gắn vô hơi kêu. Rồi không sao. Nhỏ. Cái bà đạn này đóng hơi chưa kỹ.
Rồi bây giờ coi như là cũng êm êm rồi nè. Bây giờ chúng ta cá lại mà lấy kèm mình bóp cũng được nữa quý vị. Còn nếu mà bạn nào có cái ấy thì mình ấy mình đóng vô. Bạn lưu ý nha, mình đóng cái này hơi kỳ kỹ nha. Thôi, không ăn không uống gì trời. Bóp này vô kìa. Coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà gò cái này lại, dùng kèm mình gò bốn cái đầu lại cho nó sát vô ha. Rồi coi như chúng ta đã xong một cái phần công việc rồi, bây giờ chúng ta ráp nó lại thôi chứ không có gì khó khăn đâu ha. Mình ráp nó lại thì hồi nãy hai con ốc ở chỗ này nè, hai ba con ốc chỗ này mình gắn á, thì chúng ta sẽ gắn lại luôn. Đây, coi coi, hai con này có hộp thép, ok, hai ốc thép nằm đây, gắn lại giống như hồi nãy chúng ta có xác định là cái thằng Sima nằm trên ha. Cái Sima nè, cái Sima nằm ở trên thì chúng ta đặt ở trên, còn nằm ở dưới thì chúng ta phải lưu ý gì đó. Hai dây điện thì chúng ta có sẵn rồi, không cần phải sợ nữa nha. Đây mình đặt vô hay không thì lúc nãy mình tháo làm sao thì bây giờ mình gắn lại như vậy thôi chứ không có gì đâu quý vị ha. Đây nằm đây, nó ở đây vậy. Đây các bạn lưu ý nè, đây mình đặt như thế này, có cái kẽ, hai cái kẽ luôn. Rồi đặt vô, đặt vô mới được. À, đặt vô, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay, đây nó như thế này, ha, mình để như nè, ngay ngắn như nè, bắt đầu mình xoay, mình xoay cho nó như thế nào rồi bắt đầu cho nó ngay ngắn hết với tất cả mới được cho quý vị. Chứ đặt mà lệch lệch thì không, không êm rồi. Rồi mình đã đặt ra, chỉ cần xoay tay phải qua nè. Đây, ao gì thấy không? Nè, nó có cái ngàm, tất cả cái ngàm đều vô hết nè, một ngàm, hai ngàm, ba đây và bốn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt ốc trở lại cho nó cứng cáp. Là coi như chúng ta hoàn thiện được 80% công việc rồi. Sau khi bắt vô chúng ta sẽ ráp cánh, đấu dây điện lại, coi như là mọi thứ hoàn tất nha quý vị. Đó, thì cái công đoạn thay cái mặt đạn của quạt vàng nóng á, thì nó chỉ thế thôi, chứ đâu có gì mà cầu kỳ phức tạp nha quý vị. Nó cũng mình nghĩ là nó đơn giản thôi. Có điều là khi mà cục nóng các bạn gặp thực tế bên ngoài á, thì nó sẽ cái cách thức nó làm, nghĩa là cái cách thức mình làm nó sẽ khó khăn hơn, nghĩa là nó phải leo trèo, nó phải leo lên cao làm. Và lưu ý chỗ này nè, chúng ta bắt cái dây điện này cho nó ngay ngắn nha. Rồi sau đó chúng ta đi lên trên này và mình bắt lên đây, cần mấy cọng dây. Bây giờ chút xíu chúng ta sẽ lấy cọng dây đai đai chỗ này lại, hồi nãy mình cắt á, chỗ này nè có cái lỗ nằm đây, bạn thấy không, có cái lỗ nằm đây nè. Đó mình sẽ đai ở đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ bắt lại y như vị trí cũ rồi đó, mình là tháo làm sao thì mình gắn y chang lại thôi nha quý vị. Đây cái phần này nằm đây thì nó có cái mắt này nằm đây, và cọc dây điện hồi nãy là nó đi vô cầm này. Đây cọc dây xanh có rồi, cọc dây cà phê, cọc dây xong, cọc dây xanh nằm đây, cọc dây cà phê đi vô cầm này. Cái cà phê chúng ta hồi nãy gắn vô cọng dây đen là cọng dây chạy, bây giờ cà phê này chạy nè. Và rồi còn thiếu một cọng này nữa, hai cọng dây xanh nằm đây, vô cà ba. Vô cà ba này chỗ cái cọng dây đỏ này. Cái gì ha. Ok, rồi chỉ thế thôi, không gì khó khăn. Vô cái phần điện coi như ok. Rồi chúng ta gắn cái này lại cho nó nằm ngay ngắn. Hồi nãy chúng ta tháo rồi sao thì mình gắn như vậy thôi quý vị, chứ đâu có gì đâu khó khăn ha. Rồi cộng dây điện này, cái ấy này nằm đây, cái cá ba nằm đây, mình gia cố lỗ ốc, có lỗ ốc này nè, đây có lỗ ốc nằm đây đó, nó phải đúng như vị trí lúc đầu mình tháo rồi sao thì mình làm cái chang vậy thôi. Trước thì mình dặn cái này lại cái đã ha, mình bắt cái này lại cho nó ngon lành được không, bắt cho nó cứng cáp lại cái đã. Rồi cái lúc đầu hồi nãy có ốc nó nằm trên đây, ốc nó nằm đây, mình gia cố chỗ này nè đó cho nó ngay ngắn lại là coi như mình xong phần đó rồi, coi như là ổn rồi, chúng ta gắn cánh là được thôi. Đó thì tạm thời là như vậy ha, nó cũng ok hết trơn hết trọi rồi.
gì nó không nghe ngắn. Đây, vô đây. Dây này dây dây chạy. Chúng. Đây, đây. À, tháo ra. Thì chúng ta tháo sao chúng ta nhớ chúng ta gắn lại y cũ, còn bạn nào sợ thì còn cái quay phim chụp hình lại cho nó khỏi sợ nhầm lẫn. Rồi bây giờ coi như là hoàn tất cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cánh quạt. Ha. Cái cánh quạt thì các bạn lưu ý nha, mình có vài lưu ý dành cho các bạn đây. Thì khi mà gắn cái cánh quạt á, bạn này để xuống đây. Gắn cái cánh quạt nó như thế này. Các bạn lưu ý. Ở trên á, mình nhắc lại cái việc lúc ban đầu. Đây là cái quạt này nó có một cái thanh nè, chỗ này nó khuyết, chỗ này nó tròn. Các bạn lưu ý không? Thì chúng ta để vị trí này ha. Rồi sau đó cái motor quạt này các bạn để ý nha. Ý là mình sẽ cho các bạn biết để mình đánh dấu cho nó kỹ. Ở bên đây có phần nhựa nè, nó bị nó có miếng bằng bằng ở chỗ này nè. Đây cái phần nhựa. Ngay chỗ này á thì chúng ta lưu ý để gắn cho nó đúng, chứ để gắn không đúng là nó bị hư luôn cái quạt. Cái nhựa này nhú lên là cái phần này nằm phần lõm của cái motor quạt, còn phần trên là phần lòi. Ha, bây giờ chúng ta sẽ đi vô đây, gắn lại. Để cho nó đúng luôn. Thì khi gắn làm sao các bạn cảm thấy gắn mà nhẹ tay mới đúng nha, chứ các bạn mà gắn nặng tay quá là cũng thua luôn đó. Đó, mình để như thế này. Đây vậy. Đây vô. Đó. Gắn cái ok ngon lành như mới được, chứ nếu mà gắn mà tầm bậy tầm bạ nó không vô là chết luôn. Rồi hết cỡ rồi. Rồi nhiệm vụ chúng ta các bạn thấy nè, đây mình dặn vô. Thì chỉ thế thôi là coi như là xong cái phần thay ba đạn rồi, cũng đâu có gì đâu khó. Ha. Hồi nãy chúng ta tháo bằng cái tiếp 10. Chúng ta sử dụng cái tiếp 10 dặn lại. Để thôi. Rồi. Như chúng ta đã hoàn tất. Nè các bạn ha, mình xoay tay chứ chưa cho điện nha. Đó, coi như là chúng ta đã hoàn tất cái việc mà thay thế cái công đoạn mà thay thế cái bạc đạn. Đây hai bạc đạn cũ của nó. Nó bị ố, nó bị hư luôn nè, hai bạc đạn cũ của nó mình bỏ đây nè. Hư rồi, thì chúng ta thay cái mới rồi, cho nên không cần giữ lại ha quý vị. Thì hy vọng là với cái video này các bạn sẽ cảm thấy bổ ích. Nó có thêm cung cấp cho bạn thêm cái kiến thức về cái nghề điện lạnh sửa chữa này, và tất cả những gì mình làm được là thực tế. Khoảng chừng 1-2 hôm nữa mình sẽ đi cái công trình lắp kho lạnh, sẽ cùng với một anh số anh em điện lạnh nữa, thì sẽ cố gắng để thực hiện cái video liên quan tới kho lạnh, để các bạn cảm nhận được cái thực tế của anh em thợ điện lạnh làm kho là như thế nào, lắp panel, kể cả lắp lên nguyên cái dàn nóng và cái dàn giải nhiệt, và kể cả cái dàn làm lạnh, nguyên cái dàn lạnh ở trong cái kho. Thì cái kho ta yêu cầu là trữ cá, đông cá ha, để mà họ có thể bán. Thì cái nơi mình làm công trình có thể là ngày mai mình sẽ đi xuống chỗ mà chợ đầu mối ở Bình Điền, mình sẽ thực hiện cùng với anh em làm cái kho trữ cá trong đó ha. Hy vọng là sẽ có cái video gì đó hay hay để có thể quay cho các bạn xem. Rồi coi như là cái video mà công đoạn đã thay bạc đạn quạt á nha, công đoạn thay bạc đạn quạt tới đây cũng đã tạm thời kết thúc rồi. Mình cần phải dọn dẹp cái chỗ này nữa, quá trời đồ đây nè. Đó, mình phải dọn dẹp cho nó gọn gàng lại nữa. Rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là bấm like, nút đăng ký và bấm vào nút cái chuông á, để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh của mình. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.